Phong Thủy Tâm Viên xin gửi lời chào đến tất cả các cô chú anh chị đang theo dõi kênh tư vấn phong thủy của Phong Thủy Tâm Viên. Em là chủ trợ lý của thầy. Và trong chuỗi những video này, chúng ta cũng đang phân tích đến những yếu tố hình thế sát trong yếu tố cách cục tổng thể đại cục mà chúng ta vẫn xét đối với một ngôi nhà riêng cơ hay đối với một cái không gian làm việc hay một cái cửa hàng văn phòng mà chúng ta đang kinh doanh. Thì trong cuộc sống của chúng ta nếu như để ý một chút thì chúng ta có thể bắt gặp được ngay đối với những cái hình thế sát mà nó hiện diện trong cái cuộc sống này. Và nó đối với hình thế sát đó chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến yếu tố phong thủy ngoại sát, tác động đến cái môi trường sống và không gian sống của chúng ta. Điều này vô cùng bất lợi trong cuộc sống của chúng ta gặp phải. Bởi vậy cho nên là với một sự chú ý và với những kiến thức của chúng ta có được thôi, nếu như chúng ta bắt gặp được cái hình thế sát này và nếu như không may mà lại là cái dự định mà chúng ta chuẩn bị mua cái ngôi nhà hoặc là thuê cái mặt bằng kinh doanh mà nó gặp phải hình thế sát này là tuyệt đối chúng ta cần phải tránh. Vì rằng là chúng ta có kiến thức rồi, trang bị kiến thức rồi thì tuyệt nhiên chúng ta không nên mắc phải những sai lầm đó, đúng không ạ? Và nếu như một ngôi nhà nào đó bất kỳ mà ảnh hưởng bởi những hình thế sát này, nó sẽ tạo ra những cái tác động như thế nào đối với ngôi nhà, đối với những con người mà sống trong ngôi nhà đó. Trong chuỗi video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói đến cái một trong những hình thế sát mà bắt gặp thường xuyên trong cuộc sống này, đó là liêm đao sát. Đối với hình thế sát liêm đao sát, các cô chú chị hình dung đó là liêm đao sát có nghĩa là cái vết đao, giống như cái việc mà một cái hình thế vết đao mà nó liêm qua cái ngôi nhà chúng ta, nó vạch qua ngôi nhà chúng ta thì đấy là liêm đao sát. Ví dụ như là một cái đoạn đường cong, một đoạn đường cong với cái tốc độ lưu thông nó lượn cong như thế này, hay đối với việc nó đường dây đường sắt trên cao, nếu như đoạn khúc cua mà các cô chú hình dung là khi mà tàu chạy qua và đến khúc cua nó cua một đường cong như thế này, mà nếu như cái đường cong đó đã phản ngay cái phần khúc cong nhất, nó phản ngay về phía cái ngôi nhà mà chúng ta đang gặp phải, thì chắc chắn có điều đó ngôi nhà chúng ta đang gặp phải cái hiện tượng sát, đó là liêm đao sát. Tại vì trong cuộc sống của chúng ta, nhắc đến phong thủy chúng ta phải nhắc đến yếu tố về xử lý về dòng khí. Dòng khí đây đó là cái yếu tố tạo ra cái dòng chảy của khí đối với cái việc đó là tốc độ lưu thông của đường nước chảy, hoặc là những cái mật độ giao thông, những cái phương tiện lưu thông trên đường, hoặc là trong cuộc sống mà chúng ta sẽ nhìn thấy. Thì đối với việc liêm đao sát, tức là cả một đường đao nó liêm nó chém thẳng vào phía ngôi nhà chúng ta, thì các cô chú anh chị hình dung với cái gặp cái hình thế sát này, nó sẽ tạo ra một cái yếu tố sát khí rất lớn đối với ngôi nhà và những thành viên sống trong ngôi nhà. Nó giống như việc cả một cái vết đao nó chém xuyên qua cái ngôi nhà chúng ta vậy. Điều này rất là nguy hiểm trong cái việc mà quét đô thị với cái yếu tố những con đường không được thẳng mà nó tạo ra khúc cong. Tạo ra khúc cong thì các cô chú anh chị cứ hình dung là ví dụ như là tại ngã ba, ngã tư, đặc biệt là những cái ngã tư lớn mà có cái tốc độ lưu thông dòng chảy thường xuyên, tại những khúc cua mà tốc độ lưu thông các cái mật độ phương tiện giao thông đi lại thường xuyên tại những khúc cua đấy, thì các cô chú anh chị hình dung là cái đường dòng khí cắt qua nó sẽ phản chiếu đến trực tiếp đến cái phần tử cái ngôi nhà, cũng như là một số những ngôi nhà ở cái góc độ đối diện, thì sẽ tạo ra cái yếu tố liêm đao sát như vậy. Hay trong cái việc là với những cái đường cong mà thoáng, cho nên là cái tốc độ di chuyển của phương tiện giao thông rất là nhanh, thì đối với khúc cong đó các cô chú anh chị hình dung nếu như người tài xế mà bắt lái không kịp thì hoàn toàn có thể là va chạm ngay với cái ngôi nhà của mình mà tại ngay khúc cua đó, điều đó vô cùng nguy hiểm. Bởi vậy cho nên rằng là liêm đao sát là một trong những cái trạng thái sát rất là lớn trong cái cuộc sống mà chúng ta có thể gặp gỡ và chúng ta cũng có thể nhìn thấy, đặc biệt với cái dự án những cái đường sắt ở trên cao, thì với cái việc khi mà những đoạn khúc cua mà ngôi nhà nào mà nằm ngay cái khúc cua đó, hay những phần ngã ba, ngã tư lớn mà có cái phần khúc cua và tốc độ lưu thông phương tiện đi lại ngày càng nhiều, ngày càng đông, thì cái việc ảnh hưởng trực tiếp đến cái ngôi nhà mà gặp phải cái trạng thái liêm đao sát này. Với cái việc liêm đao sát đến với ngôi nhà chúng ta thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nguy hiểm đến với các thành viên sống trong ngôi nhà, đặc biệt là các thành viên mà đang có những tố trường khí bất lợi trong cái năm đó, ví dụ như vào những năm mà tam tai, hay vào những năm mà thái tuế đến tuổi trực xung hình phá hại đối với cái thái tuế, thì cái việc mà những ngôi nhà mà có cái trạng thái sát khí đến như này sẽ ảnh hưởng trực tiếp và ảnh hưởng rất lớn đối với những con người mà có cái trường khí yếu trong ngôi nhà đó. Ngoài ra với cái việc đó, cái trạng thái liêm đao sát mà đến ngay phía trước cửa nhà chúng ta, thì các cô chú anh chị hình dung đó là nếu như ngôi nhà mà chúng ta chọn lựa cái việc tọa hướng ngôi nhà nằm ở cái khúc mà có cái phần liêm đao sát như thế, thì thứ nhất là cái tốc độ lưu thông khí nó rất là mật độ như thế, nó khiến cho bụi bẩn khu vực đó ngày càng nhiều, khiến cho là cái dòng không khí nó không được trong lành, khiến cho việc là ô nhiễm môi trường trở nên rất là nguy hiểm. Ngoài ra với cái việc có tốc độ lưu thông khí như thế, cái dòng sát khí trực tiếp đến ngôi nhà chúng ta, đặc biệt vào những năm mà những cái sát khí thiên khí đến với hướng ví dụ như ngũ đại sát, nhiễm bệnh phù hay tam bệnh khí đến hướng, thì tuyệt đối lại càng thêm cái phần hung khí khó tránh đối với ngôi nhà các thành viên trong gia đình. Bởi vậy cho nên trong cái việc mà chúng ta
trong cái quá trình mà chúng ta lựa chọn một cái tranh đất dương cơ để chúng ta làm nơi cư ngụ sinh sống hoặc kinh doanh, hay đặc biệt trong cái việc chúng ta lựa chọn những mặt bằng kinh doanh đang có sẵn rồi để chúng ta làm ăn hay chúng ta ở, thì tuyệt đối chúng ta cần phải tránh những cái yếu tố sát khí đến từ cái liêm đạo sát này. Nếu như các cô chú anh chị hình dung tại cái phần ngã ba ngã tư, cái phần khúc cua của nó, khi mà các phương tiện giao thông đi lại, nếu như chiếu cái phần góc cong của cái phần khúc cua đến với cái việc ở cửa nhà chúng ta và chúng ta lại gặp ngay cái phần góc cong đó, thì tuyệt đối chúng ta nên cần phải tránh, bởi vì sẽ gặp ngay cái trạng thái liêm đạo sát như thế này. Ngoài ra chúng ta cũng cần phải xét đến những cái phương án trong phong thủy sâu sắc hơn, ví dụ như là phạm phải bóng tuyền hay phạm phải bát sát thì lại càng thêm cái phần hung hoạn mà sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhân đinh ở trong ngôi nhà, tức là những người đàn ông chính chủ hay những người con trai trong ngôi nhà đó lại càng thêm phần nguy hiểm. Ngoài ra những thành viên trong ngôi nhà mà dính phải cái trường hợp liêm đạo sát như này thì chắc chắn sức khỏe ảnh hưởng, tính cách không có được bình tĩnh, hay gặp phải nóng nảy và hay gặp chuyện thị phi xô xát lẫn nhau trong ngôi nhà, điều này rất nguy hiểm. Mặt bằng kinh doanh mà gặp phải trạng thái liên đa sát như này thì nhân viên tính tình không hợp hay cãi cọ với nhau, xảy ra cả xích mích với chủ tớ cũng như xảy ra xích mích với khách hàng, thì điều này nó không hề tốt cho cái mặt bằng kinh doanh của chúng ta, là nơi mà chúng ta kinh doanh tạo ra dòng tiền và tạo ra thu nhập, nó không hề tốt chút nào cả. Nếu trong trường hợp đó là ngôi nhà chúng ta gặp phải trạng thái liêm đạo sát như thế, khi mà chúng ta có cơ hội chúng ta lựa chọn thì tuyệt đối nếu chúng ta đã gặp phải rồi thì chúng ta tránh, chúng ta không có lựa chọn tránh đất ấy ở nơi ở kinh doanh nữa. Nếu trong trường hợp đó là vô tình trong cái việc kiến tạo về đô thị mà lại hình thành lên cái trạng thái liêm đạo sát đến với ngôi nhà của mình như thế này, thì tuyệt đối chúng ta có cơ hội chúng ta nên bán đi và chúng ta nên lựa chọn một cái ngôi nhà khác, một cái tranh đất khác chúng ta ở và thiết kế lại, khảo sát lại ngay từ ban đầu thì sẽ tốt hơn. Trong trường hợp nếu như không thể tránh được, cũng không thể nào mà chuyển được, thì chúng ta nên có những phương án liên quan đến việc hóa giải đối với những ngôi nhà mà phạm phải cái liêm đạo sát như thế này. Chúng ta có thể sử dụng với cái phương án thứ nhất đó, nếu như cái không gian phía trước nhà chúng ta mà có không gian để chúng ta trồng thêm cây, thì chúng ta có thể trồng thêm một số loại cây để mà ngăn cản bớt cái dòng sát khí đến với ngôi nhà, nó vừa tạo ra bóng râm cũng như là tạo ra cái yếu tố cản trở cái dòng khí sát trực đến ngôi nhà chúng ta chẳng hạn. Vì chúng ta có thể lựa chọn một số loại cây mà nó có cái yếu tố lành tính cũng như là những cái tạo ra cái mỹ quan cho ngôi nhà của mình, ví dụ như là trồng các loại cây cau hay là một số các loại cây dừa nước cảnh hay là một số các loại cây khác như cây hoa hè, thì nó sẽ giúp cho cái quang cảnh phía trước nhà mình trở nên xanh mướt hơn, xử lý cái phần ô nhiễm môi trường cũng như là cản bớt cái dòng khí sát đến ngôi nhà của mình. Ngoài ra các cô chú anh chị cũng nên sử dụng những cái vật phẩm phong thủy để xử lý nó bằng cách là sử dụng cái vật phẩm là thái sơn thạch cảm đương. Với vật phẩm thái sơn thạch cảm đương được thiết kế dựa trên cái phiến bạch ngọc bằng chất liệu đá thanh ánh trắng tự nhiên, và sau đó được khắc lên trên cái phiến bạch ngọc đó dòng chữ thái sơn thạch cảm đương và có đồ hình kẻ âm dương bát quái bằng ngọc đỏ chu sa để mang yếu tố tịch tà hóa sát, cũng như là cái yếu tố dương khí của cái thái sơn thạch cảm đương đó sẽ đẩy những cái xung sát đến với ngôi nhà của mình với cái trường hợp sát đó là liêm đạo sát. Cũng trong một số những trường hợp các cô chú anh chị nên sử dụng cái vật phẩm đó là gương bát quái gỗ đào cổ lồi. Với gương bát quái gỗ đào cổ lồi thiết kế trên mặt gương sử dụng cái gương lồi để mang yếu tố phản lại những cái dòng sát khí trực tiếp ngôi nhà của mình, cũng như là các cái quẻ tiên thiên bát quái được khắc triện nổi cũng như là đồ hình quẻ cổ tinh, thì giúp cho cái việc hóa giải xung sát cũng như kỵ tà rất tốt đối với cái ngôi nhà của chúng ta. Trong trường hợp đó là tốt hơn hết là chúng ta lựa chọn một trang thiết mới để chúng ta xây dựng, thì các cô chú anh chị nên lưu tâm chúng ta sử dụng cái dịch vụ liên quan đến khảo sát từ thiết kế từ phong thủy thẩm nguyên, thì sẽ giúp cho việc chúng ta kiến tạo được cái môi trường sống và không gian sống của mình nó trở nên hoàn hảo hơn, từ đó hỗ trợ cho sức khỏe tinh thần các thành viên trong gia đình mình trở nên tốt hơn. Nếu như có cơ hội như vậy thì các cô chú anh chị hãy gọi điện số 1900 2292 và nhân số 2 để được đội ngũ trợ lý từ thầy thẩm nguyên tư vấn một cách kỹ càng nhất. Xin cảm ơn và rất mong có cơ hội được phục vụ hướng dẫn các cô chú anh chị tận tình hơn.